Ưu đãi cực cháy, mua loa chạm đáy. Quý anh chị sẽ sở hữu ngay hai dòng loa trong hệ thống âm thanh thông báo đến từ thương hiệu Honeywell, đó chính là loa âm trần HNCL06 và loa phóng thanh LBHB15A với mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ có tại trường Thịnh Technology. Chương trình sẽ được áp dụng đặc biệt từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đầu tiên sẽ là chiếc loa âm trần HNCL06, được thiết kế thông minh và loa được trang bị hai kẹp loa xo, giúp cho việc cố định vào trần nhà sẽ trở nên nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi. Vành loa được làm bằng nhựa ABS, lưới tản nhiệt thép được sơn tĩnh điện sẽ giúp cho thiết bị có khả năng chống va chạm và reset một cách hiệu quả. So với các dòng loa âm trần khác thì HNCL06 có đáp tiếng tần số rộng, trở kháng cao và độ máy tiếng thấp, giúp âm thanh được phân bổ đồng đều, rõ ràng và trung thực đến từng không gian. Đồng thời, loa có các chạm thay đổi công suất 6, 3 và 1.5W, điện áp định mức cao 100V được ứng dụng nhiều trong hệ thống âm thanh thông báo trợ kháng cao. Đặc biệt là HNCL06 còn được lắp đặt vô cùng dễ dàng, phong cách thiết kế nhỏ gọn với một tô màu trắng sang trọng sẽ phù hợp với hầu hết mọi không gian. Và đặc biệt, giá ưu đãi hiện nay chỉ còn 261.000 một cái. Tiếp theo cũng là chiếc loa được ứng dụng nhiều trong hệ thống âm thanh thông báo, đó là loa phóng thanh LBHB15A cũng đến từ thương hiệu Honeywell. Đây là chiếc loa có công suất định mức 15W, giúp âm thanh được phát đi xa, chất âm rõ ràng và trung thực. Loa màu trắng đi cùng với thiết kế hiện đại và sang trọng sẽ giúp dễ dàng kết hợp với môi trường ngoài trời. Đặc biệt, loa cũng có khả năng chống nước và chống bụi đạt tiêu chuẩn quốc tế IP66. LBHB15A có kèm theo giá đỡ là bằng thép chắc chắn, có thể điều chỉnh và cố định hướng phát âm thanh một cách dễ dàng. Giá ưu đãi chỉ còn 1.312.000 một cái. Trường Thịnh là nhà phân phối chính hãng của Honeywell và các thương hiệu âm thanh ánh sáng khác như Boss, Electrovoice, Dynacord, Yamaha. Tất cả các sản phẩm đều có đầy đủ COCQ. Nếu quý anh chị đang tìm một hệ thống âm thanh thông báo cho trường học, nhà ga, sân bay hay trung tâm thương mại thì hãy liên hệ hay với Trường Thịnh qua số hotline 0901 302030 hay 0908 585 377 hoặc truy cập trực tiếp vào website truyenthinhaudio.com để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Nếu như quý anh chị cảm thấy video trên hữu ích thì hãy để lại một like, một share cũng như là một subscribe để không bỏ lỡ các video mới nhất của Trường Thịnh. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.